Chào các bạn, tiếp theo hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn phần một số mặt phẳng và một số từ ngữ quy ước khi chúng ta học môn giải phẫu sinh lý động vật hoặc là tìm hiểu về cơ thể động vật nói chung. Ở đây chúng ta quan sát có 3 mặt phẳng. Một mặt phẳng chia cơ thể động vật thành nửa trái và nửa phải. Một mặt phẳng chia cơ thể động vật thành nửa trước và nửa sau. Một mặt phẳng chia cơ thể động vật thành nửa trên và nửa dưới. Là mặt phẳng này. Đầu tiên chúng ta quan sát cái mặt phẳng chia cơ thể động vật thành hai nửa đối xứng, nửa trái và nửa phải, là mặt phẳng này. Gọi là cái media plane, là mặt phẳng giữa. Rồi, cái mặt phẳng chia cơ thể động vật thành nửa trước và nửa sau gọi là cái transverse plane. Rồi, chỗ này chúng ta quan sát thấy hai từ và chỉ hai cái chiều hướng, một là hướng vào trong gọi là medial, là hướng về cái trung tâm, và lateral là chỉ hướng xa gọi là hướng bên của cơ thể động vật. Tiếp theo chúng ta quan sát cái mặt phẳng chia cơ thể động vật thành nửa trên và nửa dưới. Chúng ta quan sát thấy có từ horizontal plane, có nghĩa cũng gọi là mặt phẳng, nhưng mà này là mặt phẳng ngang. Các bạn chia cơ thể động vật thành nửa trên và nửa dưới. Tiếp theo chúng ta quan sát từng cái góc tư của cơ thể động vật. Đầu tiên chúng ta quan sát 1/4 đầu tiên, chúng ta thấy có cái từ rất là lớn chỗ này, cranial, là các cái cơ quan mà theo cái hướng về đầu sọ, chỉ về cái hướng này là hướng đầu sọ hết các bạn. Rồi chỗ này mình thấy có cái từ rostral, có nghĩa là hướng về phía trán, phía mũi hết các bạn. Rồi tiếp tục mình đi về một nửa phía sau, một nửa trên phía sau, chúng ta thấy có cái từ dorsal là hướng lưng, caudal là hướng về phần đuôi hết các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục nửa dưới mà phần trước hết các bạn. Chúng ta thấy có cái từ proximal là hướng về phần trung tâm của cơ thể. Rồi chỗ này có từ distal là hướng về phía xa ra của cơ thể. Rồi chỗ phần cái chân này hết các bạn. Các bạn thấy có cái từ dorsal là cái mặt lưng của cái bàn chân trước. Và bàn chân sau mình cũng dùng cái từ mà dorsal. Rồi palmar có nghĩa là ở dưới cái bàn hết các bạn, bàn chân. Rồi tiếp tục mình đi về hướng cái góc tư phía sau, các bạn thấy có từ ventral có nghĩa là chỉ về hướng bụng của động vật. Rồi chỗ này mình bắt gặp lại cái từ proximal là hướng về phần trung tâm của cơ thể, distal là hướng về phần xa của cơ thể. Tiếp theo chỗ này mấy bạn thấy tiếp tục gặp lại cái từ dorsal là mặt lưng của cái bàn chân, và cái từ palmar có nghĩa là cái phần bàn của bàn chân nha. Rồi